Để thực hiện âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta, các thế lực thù địch đã tìm mọi cách bôi đen hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, đối lập phẩm chất bộ đội Cụ Hồ ngày nay với phẩm chất bộ đội Cụ Hồ thời kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Cho rằng sau khi Cụ Hồ đi vào thế giới vĩnh hằng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chiếm thế thượng phong, trở nên độc quyền toàn trị. Theo đó, hình ảnh phẩm chất bộ đội Cụ Hồ đã bị méo mó, biến dạng, không còn thiêng liêng như trước đây. Quân đội làm kinh tế, sản xuất kinh doanh, lấy lợi nhuận làm đầu nên đã quên nhiệm vụ huấn luyện bảo vệ Tổ quốc. Trắng trợn hơn thế, một số người đã mượn gió bẻ măng cho rằng hình ảnh phẩm chất bộ đội Cụ Hồ chỉ có ý nghĩa trong chiến tranh, còn ngày nay, người lính thời bình đã bị viên đạn bọc đường của thời kỳ kinh tế thị trường hạ gục. Những kẻ xấu đã vơ đũa cả nắm, lấy hiện tượng quy về bản chất, lấy ví dụ cụ thể để đơm đặt, thêu dệt thành sự việc phổ biến, đã thổi phồng những hạn chế, khuyết điểm của một số quân nhân cấp tá, cấp tướng bị xử lý hình sự do vi phạm pháp luật của nhà nước, kỷ luật của quân đội để vu cáo rằng quân đội đã thoái hóa biến chất, phản bội nhân dân. Từ đó, ra sức tuyên truyền xuyên tạc rằng không cần phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ vì vô nghĩa, rằng Quân ủy Trung ương phát động cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội Cụ Hồ chỉ là hình thức che giấu sự xuống cấp của quân đội, lừa bịp nhân dân. Với những chiêu thức nêu trên, những người chống phá Đảng, Nhà nước và quân đội luôn muốn thực hiện mục tiêu kép, đó là làm suy yếu bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc của quân đội, dọn đường cho âm mưu bạo loạn lật đổ, cách mạng màu, thực hiện diễn biến hòa bình, thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Điều ảo tưởng của họ chỉ có thể diễn ra và đạt được mục đích khi họ thực hiện thành công thủ đoạn phi đảng hóa quân đội, xuyên tạc, bôi đen phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng. Đích hướng đến đầu tiên và cũng là cuối cùng của các thế lực thù địch là xóa bỏ hình ảnh mang tính biểu tượng và kết tinh những phẩm chất cao đẹp nhất, có tầm ảnh hưởng lớn nhất là phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, làm cho hình tượng về người mất đi tính chất thiêng liêng, sự trân trọng, giá trị kiểu mẫu. Theo đó, tình cảm, niềm tin của nhân dân cũng không còn đối với quân đội mang tên Bác kính yêu và đi liền với nó là sự hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh, làm mất uy tín, vị thế, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội, làm mất chỗ dựa vững chắc của Đảng là quân đội ta, cô lập Đảng với quân đội, chia rẽ quân đội với nhân dân. Bài học kinh nghiệm về xây dựng quân đội trên thế giới kể từ khi chủ nghĩa xã hội hiện thực sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu, từ những năm 90 của thế kỷ 20, đặc biệt gần nhất là cuộc xung đột quân sự Nga-Ukraine. Điều đó nhắc nhở cán bộ chiến sĩ và nhân dân ta hãy đề cao cảnh giác, không cho phép các thế lực thù địch thực hiện âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc hình ảnh phẩm chất bộ đội Cụ Hồ dưới mọi hình thức, không được phép để xảy ra hiện tượng phi đảng hóa quân đội trước mọi tình huống. Quan tâm hơn nữa nhiệm vụ xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, học tập và làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện thắng lợi cuộc vận động, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Đây là giải pháp hữu hiệu nhất để tôn vinh, tỏa sáng phẩm chất, nhân cách bộ đội Cụ Hồ, phòng chống phi chính trị hóa, phi đảng hóa quân đội trong thời kỳ mới. Việc phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ và đấu tranh phòng chống phi chính trị hóa quân đội là hai nhiệm vụ song hành, chung một mục tiêu, làm cho quân đội ta luôn luôn là công cụ, bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tin cậy, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đó là cái gốc nền móng vững chắc nhất, vũ khí sắc bén nhất để tạo nên sức mạnh nội sinh vô cùng mạnh mẽ, để quân đội ta bách chiến bách thắng trong thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, nhất là những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp nhất, nơi biên cương hải đảo, vùng sâu, vùng xa, thực hiện nhiệm vụ quốc tế mãi mãi xứng đáng với danh hiệu cao quý, bộ đội Cụ Hồ.